rồi chúc tụi con về là đứa nào cũng làm ăn vui vẻ và gia đình hạnh phúc phát tài ha. Sông núi miền vườn, mến chào quý khán giả nha, mến chào mấy anh em mình nè. À, nè nè chắc không nghe. Mến chào mấy anh em mình có chung cái đam mê về vỏ lãi cano nè. Thiện ơi chào bà con cái chủ Hiền, chào bà con cái để mà chạy thử cái chiếc cano rồi quý khán giả mình xem chơi giải trí ha. Này cái Nissan QD32T 110 ngựa ha, trên cái cano mà 5m4 lắp bộ lái cơ ha, mà chạy thử mình xem chơi. Chiếc này không có hộp số nha, chạy đờ ghét. Đó là ga đoạn bờ kè nha, đoạn đó nó có cái khoảng thẳng dài với trống, tầm nhìn dễ quan sát. Là hồi nãy là cái chiếc công ty Hiền Phát chạy đó đó, là nãy cái chiếc công ty Thạnh Lợi này nè là sát nhà hen, sát vách, cho nên là công ty Thạnh Lợi này với mà công ty Hiền Phát á, nãy Hiền Phát xuống đi cái chiếc đó từ An Giang lên đây để chạy thử cái chiếc cano của mình á, nửa về cũng sát vách, mà nghe nói là sát vách. Thì cái chiếc của công ty Thạnh Lợi này lúc trước mình cũng có quay cho quý khán giả xem á, là chiếc này tới 6m3 mà lắp cái 4T100 có turbo ha, cái loại máy có turbo sẵn á. Cái 4T100 đó thì có turbo sẵn, nó rơi vào 102 ngựa ha, nghĩa là cái ngựa nó nhỏ, cái chiếc thì tới 6m3, còn cái chiếc của công ty Hiền Phát thì có 5m4 thôi, cái máy Nissan tới 110 ngựa. Thế nào thì cái chiếc nhỏ, cái cục máy lớn hơn thì chạy chắc nó phải đạt hơn rồi đấy ha. Đó là chuyện đương nhiên mà. Là cái chiếc cano 5m4 của công ty Hiền Phát này về sẽ nữa là có đôi có bạn nằm gần với cái chiếc này ha, sát vách mà. Chiều đi hú hí hóng mát rồi chơi. Chạy mà có một chiếc chạy cặp với mình cũng vui ha. Từ An Giang chạy xuống, chạy đưa mà chủ công ty Hiền Phát xuống để lấy cái chiếc mà 5m4 của mình, của Hiền Phát, quên. Trời thì đang chuyển mưa, còn này là người chủ ha, người chủ của cái chiếc đó xuống chạy thử để chuẩn bị nhận chạy về An Giang. Sàn chạy cũng dữ lắm mà quý khán giả. Vậy cái động cơ lớn ha, cái chiếc nhỏ nhỏ thì chạy nó nhanh thôi, quy lực mà. Chứ cái chiếc bự mà mình đặt cái máy nhỏ thì chạy không thể nào nhanh được ha. Thể là bữa nay chạy thử xong rồi cái làm cái còn cái mui nữa, còn gáp cái mui nữa, cái mui cũng xong hết rồi, đem xuống bắt ốc vô là xong. Vậy là ba người đi, như
đứa bé nữa. Đó, cái chiếc đó nữa về là sát bên với cái chiếc công ty Thạnh Lợi nè, chiếc 6m3 nè. Về chiều chiều chạy đi không mát rồi ha, giải trí mà, sau một ngày làm việc mệt mỏi. Này, như những công ty này làm về bên cũng như một dây chuyền từ mua lúa, xây lúa tới xuất khẩu gạo hay gì luôn đó nha, công ty này nè. Cho hỏi thăm tí rồi thử sao rồi ông chủ? Chạy ghê gớm đi. Vậy là chạy cũng được ha. Cái đồng hồ em là 72. Và hồi hôm mình lệch là 8 phải không? 7 hay 8 gì? Cái nước gì nó lên mạnh được không? Bụng nước không? Rồi. Chạy thấy nó có êm máy không? Êm cái tư. Ủa cái motor bơm, cái càng cái bơm nước có đấu vô chưa anh Thái? Bơm nước đấu rồi đó. Ủa sao không? Không chạy hồi nữa. Vậy là hồi mình nhận xong rồi chạy về luôn. Dạ. Nói vậy đó không? Chút hai chiếc có vừa thử không? Vừa song song nhau coi cho nó đã thôi chứ. Vậy hả? Vậy là gửi lại một chiếc. Biết gửi lại làm gì ha, mình chưa hỏi thăm ha. Rồi, như vậy là cái chiếc Kano 5m4 lắp cái Nissan 110 ngựa này là mui bọng là xong rồi đó ha. Vệ sinh đó. Lỡ nay là ngày 28 tháng 5 năm 2022 ha. Đây là chủ cano đây. Chủ cái chiếc đó là chút xíu chạy về về An Giang. Là chiếc của công ty Hiền Phát mình nói đây ha. Xíu nữa cái chạy về. Để chờ coi coi hồi nãy mình có cấp độ với cái tay này mới này nè. Đây đây tay này chút xíu à. Tay này chút xíu là chạy nè nha. Tay này nãy giờ có chạy chưa? Dạ. Nãy giờ có chạy cano chưa? Con chạy qua nhiều chuyến mà chú Tư ơi. Ủa vậy hả? Dạ. Vậy có lý rồi rồi. Hồi nữa tay này xuống chạy một quận ngang đây cho mình xem. Chơi vui vẻ. Quán này anh em con đi Long An thử ngày giống ngày Long An vô luôn không? Ngày Long An chơi nè chú Tư. À. Dạ. Đó. Mọi của mình à, mà khi mình chơi lo có nhiều đây thì nhậu bỏ lại. À, Hiền ơi, Hiền. Dạ. Nhớ chú Tư chúc là con đem cano này về chơi vui vẻ ha. Dạ, cảm ơn chú Tư. À, vui vẻ chứ mình không có hơn thua ai ha. Dạ. Ai thích thì chiều, ai khiều thì mình chích. Dạ. Vậy đúng thôi. Rồi. Quá đã lắm. Đi nào đi chú Tư. Nào. Đi. Lâm xuống chạy ha. Lâm xuống chạy chú Tư quay một phút rồi. Những cái máy mà thấp thấp đó, cái mình làm cái hầm gì nhìn thấy nó đã ha, hoành tráng. Còn những cái máy mà cao quá buộc phải nhô lên, để cái máy cao phải chịu thôi. Cái ngã ba ra ở trước nè, đó nó có cái gạch nhỏ. Rồi giờ để chút xíu chạy chiếc này rồi anh em ta cũng nhận cái chiếc 5m4 cái Nissan này về bến. Mình cũng chúc mà người chủ về chơi vui vẻ rồi. Rồi cái chiếc của công ty Thạnh Lợi lại giờ để lại đây canh chỉnh thêm. Hồi nãy là mình tưởng đâu cái chiếc này chạy qua nữa đi về chung với hai chiếc. Ai về đâu chiếc này chạy qua để canh chỉnh thêm nha. Rồi chiếc này lúc trước cũng ở tiệm Thái lắp. Đó, rồi về bển biết chỉnh sửa chân vịt làm gì đó. Rồi bây giờ chạy nó nhảy quá trời nhảy rồi. Chứ chiếc này trước mình lắp ở đây là trong video mình còn á, chạy rất là đầm nha. Nhưng bây giờ nó nhảy. Sáng mà mấy đứa cháu chạy qua là nó nhảy chịu không nổi luôn. Là nghĩa là đem về nhà rồi chỉnh sửa sao đó nó mới bị tình trạng đó ha. Bây giờ đem qua canh lợi cho nó chạy giống như ban đầu. Giờ chuẩn bị lui ra ha. Lui thiền.
lui thiệt. Yeah, à, chuẩn bị là châm dầu và cái lặn tới lặn lui chơi chút xíu mới mới về. Cảm nhận xong. Quá tuyệt vời chú Tư ơi. Wow, một giỏ lãi dầu. Lùi lại phía dưới đó đó. Phía dưới đó đổ dầu một cái rồi nó chạy. Chiếc này nó không có hộp số nha. Tại có khi lâu lâu mình nhắc lại thôi. Thấy thằng chạy ganti nó vẫn chậm. Chiếc này mình không có nói tốc độ ha, nhưng mà nữa quý khán giả mình đoán thử coi tốc độ nó nhiêu nha quý khán giả. Cũng có thể cái video này, cái chiếc này nữa là đi giao chung với cái chiếc 5.9 luôn nha. Chạy tà tà theo chơi cho vui á. Đó là cái chiếc 5.9 đó là có thể chiếc của Hiền Phát chạy về rồi chiếc này đi giao luôn, đi xuống dưới dầm sáng đó, giao Thái nó đường gọi để chỉ cho mà cái người chủ của chiếc cano 5.9 này nè biết chỗ để mà sử dụng á. Cái gì mình lắp đặt thì mỗi người lắp khác nhau, cho nên mình lắp xong thì mình cũng phải chỉ anh em đó. Giờ thì đang châm dầu ha. Còn ở đa ở phía sau lưng mình á là chuẩn bị đi giao chiếc 5.9 này, rồi chiếc của Thái là chạy đi theo để mà nữa mình chạy về á. Chút xíu coi có chạy ba chiếc chạy song song rồi mình quay video coi chơi quý khán giả. Sông nước mà. Vậy là cái chiếc 5.9 đó đó, lắp cái Yanma 4GH3 95 ngựa. Là lắp ở cây láp ở dưới lường ha, là chiếc đó nữa về Phú Quốc là mình lắp ở dưới lường á, là chạy sóng biển mình chạy mới được, chứ lắp ở đằng sau đuôi như vậy là chạy ra ngoài biển không được đâu nha, sóng là nó đưa chân vịt lên không sao chạy. Là chiếc đó sẽ về Phú Quốc đó, là cũng chúc người chủ cano của cái chiếc đó đó nếu có xem được cái video này thì cũng như là chúc về chơi vui vẻ ha, rồi về làm ăn được phát tài phát lộc ha. Chạy vòng chơi chút xíu cái chờ chạy chung với mấy chiếc này nè cho quý khán giả xem. Phải từ ha. Bây giờ bắt đầu súng ba chiếc chuẩn bị chạy xuống dầm sáng ha, rồi quý khán giả mình xem coi chạy như thế nào để xuống dưới đặng vào cái chiếc 5.9 nãy mình nói đó. Chiếc mình đang đi là chiếc của Thái ha, 4.9 lắp cái động cơ Mitsu 4D56. Máy này có độ nhưng mà giờ gỡ bớt đồ chơi ra nha. Thằng ra giờ chạy chậm rồi, không có nhanh hung, nhưng mà giờ tập trung gom qua bên này cũng như chạy thử. Bên này là bắt đầu mình xuống được nhiều người rồi. Đếm rồi. 2 4 Rồi nào. Rồi 4 người dưới. Qua luôn. Trống ở trên ngồi trên bên này. 5 người luôn, chơi luôn. Rồi, ngồi đi. Ngồi đó đi. Rồi. Vậy là chiếc 4.9 chở 5 người nha. Với một đứa bé nữa. Đi đi luôn. Đây là mình chơi đó, nào coi. Đua.
mui lại. Một cái mui lại để nó bọc gió. Gió lại. Nó bọc gió. Ê, sống kìa, sống kìa, sống kìa, sống kìa. Cả nữa. Chơi cho tốt ra lại là chú nhủi á. Cái chiếc đó là đừng chấp mình à, cái cây dù bọc gió đó nha, cản tốc độ đó. Ơi lấy con dây cuột lại á, sao hả, cuột lại để nó cản chở, nó bọc gió á, chạy cái nó cản lại, giảm nhiều tốc độ lắm á. Trời ơi, nó nước lên trên cái á. Đỡ một chút, hello.
rồi chiếc này về An Giang. Cái máy chạy mà nóng rồi nè quý khán giả, hơi nóng hơi nước nó lên. Công nhận nhảy ngang đây mấy lượng sống thấy ớn không? Tại chiếc mình nhỏ nè, chở thẩm nữa, chiếc có 4m9 mà. Đây chiếc 5m9 mới tới đây nha. Chiếc này lên đây để mà nhờ cái cảo ship lên xe. Rồi chúc tụi con về là đứa nào cũng làm ăn vui vẻ và gia đình hạnh phúc phát tài ha. Rồi rồi. Ê, ê quên hỏi nữa, chạy thấy yêu không? Vậy là im hơn hồi đầu rồi ha. Chứ chú Tư sợ là nó không bằng á. Tại vì bây giờ nhiều chỗ người ta làm đỉnh lắm. Hồi nãy chạy là chấp, chấp cái chiếc bên này là bọc vô dù luôn đó nha. Bọc gió cản lại luôn. Cứ ra giờ chiếc này thì chạy về An Giang. Đây là khu vực của cầu Dần Sáng nha, Kinh Sáng Cà Nò. Chiếc đó chạy thấy cũng khá đậm. Đây là Kinh Sáng Cà Nò quý khán giả. Còn đây là cái chỗ dựa vật liệu, thường thường mình nhờ cái cảo để cảo lên trên xe. Chiếc này là về Phú Quốc ha, nãy mình cũng có nói rồi đó. Có chút cái người chủ của cái chiếc 5m4 này, 5m9 này về làm ăn suôn sẻ, rồi năm tới qua làm thêm vài chiếc nữa. Giờ anh em thì đang chuẩn bị cảo cái chiếc này lên. Cảo chiếc này lên xong rồi cái mình xuống mình về ở chiếc này. Rồi có thể về là để coi 1, 2 với mình với Thái nữa là 4 đứa. 4 đứa về cái chiếc 4m9, hồi nãy đi 5 đứa luôn á. Cái gì chứ trọng tải của cano, trọng tải của cano nó nhỏ chứ không có trọng tải lắm nha. Rồi lúc mình chạy có tốc độ á, là nó bơi lên trên mặt nước rồi nó đâu còn bị khẩm nữa quý khán giả. Vậy là cái chiếc cano về Phú Quốc đã cũng đã xong rồi ha, mình cũng tạm kết thúc cái video ở đây đi. Video cũng dài rồi. Chúc toàn thể quý khán giả mình ai cũng có cuộc sống an lành ha. Sức khỏe thì dồi dào đó, rồi mai mốt mà anh em nào có đam mê thì ai cũng làm ăn may mắn, rồi có cái đam mê á cái mình thỏa mãn cái đam mê mình ha. Làm ăn may mắn thì mình có tiền quý khán giả, lúc đó mình muốn chơi gì mình chơi. À rồi vậy ha, hẹn quý khán giả video sau.